chị làm bánh cuốn để làm bánh ướt chả lụa ăn nha. Mình không có biết tráng bánh thì mình lấy bánh tráng này mình nhúng ra. Đang hấp bánh cuốn làm bánh ướt chả lụa nha. Bánh ướt chả lụa nhân thịt nha. Bánh ướt nhà làm nha nha.